Ok, hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Và mình là Sĩ Kẹo đây nha anh em. Chạy thử lên trên này con nào. Ui, cái đậu xanh thiên nhiên. Ngáo hả em? Ok, rất là nhanh chóng thì mình đã có được mạng đầu tiên. Ui dồi ôi, công nhận là thanh niên này ngáo quá cơ các ông ạ. Tự nhiên tôi đang chạy lên lại thấy bạn ấy lại bơi trong cỏ. Chắc là phê cỏ đây rồi. Đây chính là phê cỏ các ông ạ. Nào ok, chạy lên trên này con nào. Uầy, chưa thấy ai cả luôn. Lượn lờ ở đây thử coi nào. Hôm nay cơ bản là mình sẽ muốn kiếm cái khẩu súng AN94, một cái khẩu súng mới ra mắt ở trong game Free Fire. Quan trọng thì là để test cái khẩu súng này thôi nha em ạ. Đây mình sẽ bắt đầu tìm kiếm từ cái khu vực thung lũng này nha. Chạy theo cái lối này thử coi. Ây à, mình muốn kiếm được khẩu súng AN94. Lượn lờ qua khu này coi. Đây ở ngay chỗ này anh em ạ. Ơ kìa, mình vừa chạy qua cái mũ level 2. Ok, như vậy là chúng ta đã có được một chiếc mũ level 2. Ngoài này thì sao nhỉ anh em? Mình sẽ lấy tạm con mô tô để chạy cho nó nhanh, đỡ phải đi bộ. Tung lũng này hình như là không có ai cả. Hiện tại đang rất là vắng luôn. Và chúng ta đang ở trong một cái bầu không khí vô cùng là yên bình. Ngoại trừ là mình đang rất là sát cái vùng đen G. À có súng điện hả? Súng điện thì thật ra là các bạn chơi ở trong chế độ solo ấy thì nó sẽ không có nhiều tác dụng. Bình thường thì cái lượng sát thương từ cái súng điện này lên người đối thủ thì nó lại không có cao. Thế nên là nó chỉ có một cái mục đích là anh em có thể như là cover đồng đội từ phía sau và anh em sẽ bắn vào người đồng đội để đồng đội của chúng ta sẽ được tăng thêm máu. Đấy nó là cái chức năng chính của khẩu súng điện thôi. Nhưng mà cơ bản là vì súng này trông nó ngầu, thế nên là mặc dù chơi solo mình vẫn cầm cái khẩu súng này luôn. Tôi thì lại cảm giác như là cái khẩu súng điện này nó như là cái khẩu súng đồ chơi vậy. Ây à, quá chán luôn mọi người ơi. Tại sao mà chạy mãi không có người? Cơ bản là vì mình cũng muốn kiếm được khẩu súng AN94, nhưng mà tìm thì nó lại không có ra. Chạy lên trên này thử coi. Úi dồi ôi. Như vậy là anh em có thể thấy được rằng là hiện tại trong cái ván đấu này vẫn đang còn có tới là 22 thanh niên, nhưng mà tôi chạy mãi thì lại không thấy ai. Có lẽ là các bạn ấy đang ở những cái khu vực khác ở trên bản đồ. Mình đang tiến đến cái phía làng thông ở đây. Mình sẽ vào cái căn nhà lớn này để kiếm xem là trong căn nhà lớn này có AN94 hay không. Đậu xanh M4A1 anh em ạ. Ơ kìa, chỗ này thì cũng chỉ có Scar. Phải công nhận một điều rằng là trong cái ván đấu này thì AN94 nó khá là khó kiếm. Ui dồi ôi, như thế này thì bao giờ tôi mới kiếm được cái khẩu súng AN94 đây anh em? Cái kiểu như là chạy rông mãi nhưng mà lại không có thấy. Và mình quyết định là chạy xuống làng thông để tiếp tục cái cuộc hành trình đi tìm khẩu súng AN94. Kiểu này có khi là dùng cả thanh xuân đi tìm khẩu súng AN94, nhưng mà không biết là có tìm được nó hay không. Ơ kìa đậu xanh, thằng nào chạy xe đêm hả? Ui dồi ôi em ơi, chú định đâm anh à? Căng vậy em, căng vậy em. Thanh niên định chơi với anh à? Uầy, thằng này nó mang cả hai khẩu súng trường là Scar cộng với AK. Nhưng mà nó lại không có AN94. Chán quá cơ. Đây ok. Dẫu sao thì cũng rất là cảm ơn bạn, tại vì là bạn đã cho mình mượn được một cái con xe. Nó xịn hơn con xe máy ở kia. Rồi chúng ta sẽ chạy đi đâu đây anh em? Cứ chạy qua cái khu này coi. Ok, và mình thì sẽ dừng lại ở đây để lút đồ anh em ạ. Uầy, có cả giảm thanh cả ngon. Thế còn ở đây thì sao? Uầy, toàn là mấy cái súng đâu đâu anh em ạ. Mình kiếm mãi AN94 nhưng mà tìm lại không có. Công nhận là chán thật.
đây chúng ta sẽ chạy qua cái hướng này coi. Uầy, lại là M4A1 với lại một khẩu súng FAMAS. Ở bên này thì cũng chỉ có là M14 mà thôi. Chán nản quá mọi người ạ. Tìm súng AN94 nhưng mà tìm mãi không có được. Đây, và bây giờ thì mình sẽ tiến ra cái phía nghĩa địa. Không biết là nhà này thì có AN94 hay không. Bên trên trống trơn, không có gì cả mọi người ơi. Vậy thì chúng ta sẽ qua cái căn nhà bên cạnh. Ơ kìa, cũng chỉ là M4A1 với lại khẩu súng sẽ là MP40 thôi. Tìm không có ra được AN94. Quá mệt mỏi rồi nha bạn. Đây mình sẽ chạy qua căn nhà chỗ này coi. Lên trên tầng 2. Uầy, đậu xanh lại là M14. Thế thì cái khẩu súng AN94 của tôi nó đang ở đâu vậy? Trận này khoai thế nhỉ? Mình chơi từ nãy đến giờ nhưng mà chưa kiếm được AN94. Chạy mãi còn chưa kiếm súng thì trải nghiệm súng cái kiểu gì anh em? Kiểu này có khi là mình sẽ phải làm một cái clip trải nghiệm súng trong những cái video tiếp theo. Đây, anh em thấy trận này tôi khổ chưa? Chạy mấy chỗ rồi nhưng mà vẫn chưa kiếm được AN94. Chúng ta sẽ tiếp tục qua cái lối này. Ngon, có ống ngắm 4x mọi người ạ. Quá ổn luôn. Rồi ok, chạy qua cái hướng bên này. Nào, để xem nào. Ok, băng đạn level 3. Ngon nhỉ anh em. Lên trên này thử coi, xem là chúng ta có thể tìm kiếm được AN94 hay không. Uầy, chỉ là MP5. Chúng ta sẽ có được báng súng level 2. Và đây, cái đậu xanh có mỗi UMP. Đến bây giờ là tôi hơi bị bực mình rồi nha mạ. Hơi bị buồn nữa. Cơ bản là có một cái khẩu súng AN94, nhưng mà anh em thấy là mình chạy bao nhiêu chỗ là nó còn không có ra luôn. Chứng tỏ là khẩu súng AN94 này nó khá là hiếm. Rất là hiếm luôn mọi người ạ. Thi thoảng hên xui thì chắc là anh em sẽ lượm được. Anh em có thể thấy là hiện tại trong cái ván đấu này chỉ còn lại có 8 người chơi nữa mà thôi. Số lượng người chơi thì ngày càng giảm đi đáng kể. Nhưng mà có mỗi cái việc là kiếm súng là tôi kiếm mãi không ra. Khổ anh em ạ. Kiếm cái khẩu AN94 mà như kiểu là đi tìm kho báu, đi tìm kim cương vậy. Nhưng mà thật ra là dùng cái bản đồ kho báu nó còn dễ kiếm. Nó có cái vị trí có sẵn và anh em chỉ cần là nhảy dù tới và chạy qua chỗ đó thôi thì anh em có thể lượm được cái bản đồ kho báu. Chứ còn là lượm AN94 thì nó là một cái thử thách khó hơn nhiều anh em ạ. Đây, và hiện tại thì mình đang tích cực để tiến đến cái vòng an toàn. Cơ bản là tại vì bo nó đang thu rồi anh em ạ. Nhưng mà tôi vẫn đang tranh thủ để kiểm tra xem là trong mấy căn nhà này, xem là chúng ta có cơ hội lượm được AN94 hay không. Quá mệt mỏi rồi anh em ạ. Phía trước mặt chúng ta thì sẽ có một cái UAV. Chạy qua luôn để xem là trong UAV có thằng nào hay không. À đù, ở tận mãi phía xa có một đứa anh em ơi. Ok, anh biết vị trí của chú rồi nha. Chạy lên luôn sao phải ngại. Ơ kìa, đằng sau mình cũng có người. Đây à? Uầy, thanh niên tóc hồng này hả? Đậu xanh em. Từ từ mình sẽ đứng sau gốc cây cái đá và sấy luôn xe. Uầy, nó vòng lại. Nó vòng lại để chơi mình mọi người ơi. Tất nhiên, xuống xe nhanh em ơi. Xuống xe nhanh hộ anh với. Ơ kìa, hình như là nó xuống xe rồi anh em ạ. Từ từ, chưa thấy người đâu. Có lẽ là nó đang núp ở sau cái gốc cây đó. Ok, bình tĩnh. Đây, tôi sẽ chạy qua cái chỗ này. Ơ kìa. À, đây rồi. Đây rồi thì nhiên. Úi dồi, úi dồi, headshot nhà em ơi. Và ngay sau lưng mình thì có một thằng nữa.
Căng vậy anh em. Nên là anh em có thể thấy là mình dựng khá là nhiều tường băng. Ok. Uầy, thằng này nó cũng không có AN94. Trận này có như là kiếm không ra được AN94. À thấy rồi nha. Gạ chảo hả em? Úi dồi, cái động xanh thiên nhiên định gạ chảo với anh à? Nó dựng tường băng ngay ở đấy, nên là mình sẽ từ từ mình chạy qua. Đây ok, dựng bom keo trước ở đây. Từ từ. Ơ kìa, uầy, nó chạy qua đây nhanh vậy. Không ngờ là nó chạy qua đây nhanh vậy anh em. Gắt à nha. Thanh niên định chạy qua để xử anh hả? Nhưng mà anh lại xử chú rồi nhá. Đây mình sẽ bơm vào cái đã. À trên kia còn có một đứa gọi drone thính hả? Ok. Chạy lên nào anh em. Uầy, ở phía trước mặt chúng ta thì còn có một cái thính vàng nữa. Trong khi đó thì Bo đang thu lại. Mình sẽ chạy qua cái thính vàng trước, xem là ở trong thính này thì nó sẽ có cái vũ khí gì đây anh em. Nó là một cái khẩu súng phóng liệu M79. Nhưng mà trận này thì mình lại không thích chơi M79, mà mình lại thích chơi MP40 cơ. À đây rồi, đây rồi thính nhiên. Úi dồi, gọi drone thính hả em? Từ từ, ngồi tạm ở đây cái đã. Ơ mà ở cái góc này nó có bộ sửa chữa giáp này. Mình sẽ ăn cái bộ sửa chữa giáp để lên được cái giáp 4.5. Nó thấy mình rồi mọi người ạ. Từ từ, dựng thêm cái tường băng nữa này. Ok, chú có mà bắn anh bằng niềm tin và hy vọng à? Cái đậu xanh, uầy, nó xấy nát tường băng của mình rồi. Căng căng căng. Thế nhiên, à, chú định dọa với anh à? Cẩn thận cái đầu nha em, không là vỡ đầu bây giờ. Cái đầu. Thanh niên không cẩn thận cái đầu gì cả. Và đúng như tôi nói là bạn ấy đã vỡ đầu rồi. Vâng, như vậy là chỉ còn lại có một thanh niên cuối cùng ở trong cái ván đấu này nữa thôi. Đây sẽ là cuộc chiến 1v1 giữa mình và thanh niên còn lại. Mình sẽ tranh thủ chạy qua căn nhà chỗ đây coi. Uầy, không thấy AN94. Ơ kìa, thằng cuối đang ở ngay kia thôi. Đây, chạy qua ngoài này. Mình sẽ dựng tờ băng luôn ở đây. Uầy, em ơi, làm cái gì vậy hả? À, nó cũng dựng tờ băng, hình như là để bơm máu. Cái đầu xanh nhiên. Úi dồi ôi, gần như rồi gấp luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.